Hello, chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Giớt Chỉ Thiên ở Cồn Trong An các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video, sáng hôm nay thì em sẽ quay và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo Giớt Chỉ Thiên ở tại khu vực Cồn Trong An các bạn. Thì quý anh chị và các bạn nào có trồng ớt hay là có quan tâm đến giớt hàng ngày thì cũng vui lòng nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo để xem video mới nhất về tình hình Giớt Chỉ Thiên qua từng ngày trên kênh của Giớt Chỉ Thiên ở Cồn Trong An các bạn. Thì cũng mời quý anh chị và các bạn nào có xem video, có bán ớt hay là có biết giá ớt ở đâu á thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video ha, để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá ở từng nơi các bạn. Thì tình hình ớt ở khu vực Cồn Trong An ở đây thì người dân đợt trước á có mưa với giá có 10.000 mười mấy ngàn, nên là người dân đây nhỏ cũng muốn hết các bạn, chỉ còn một hai đám thôi. Thì em cũng gắng cố gắng để quay và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn mình tham khảo hỏi giá ở một số đám đó để cho các bạn cùng tham khảo giá ở đây nha các bạn. Thì cũng mong là quý anh chị và các bạn nào có xem video, có thấy video hay thì cho một like, một đăng ký, một chia sẻ video để có động lực làm video cho quý anh chị và các bạn xem tiếp tục các bạn. Thì cũng quay trở lại tình hình giớt thực tế hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2022. Giờ thương lái có mua và trả giá ớt ở tại khu vực Cồn Trong An, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Thì với giá ớt thì giá dao động tầm khoảng từ 23 đến 35.000 đồng trên ký nha các bạn. Đối với ớt mà cổ 2 á, thì thương lái mua ở đây thì giá dao động tầm khoảng từ 23 đến 26.000 đồng trên ký. Còn đối với mà ớt cổ nhất thì giá dao động tầm khoảng từ 27 đến 31.000 đồng trên ký nha các bạn. Còn đối với ớt mà tơ đẹp hàng gỗ thì giá dao động tầm khoảng từ 31 đến 35.000 đồng trên ký nha các bạn. Thì chủ yếu thì em quay và chia sẻ giá ớt ở tại khu vực Cồn Trong An, người Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây trên kênh của Giới Chỉ Thiên ở Cồn Trong An các bạn. Thì giá cả có thể thay đổi trên là theo tùy theo nơi, tùy theo khu vực và cũng có thể có giá cả khác nhau. Thì em chủ yếu là quay và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn mình tham khảo ở đây thôi. Thì có sao thì em báo dạy cho mọi người cùng tham khảo, thì người cũng có lên lệch hay là có ớt giá có chênh lệch hay là có sai sót gì thì cũng mong quý anh chị và các bạn mình cũng vui lòng thông cảm bỏ qua nghe. Thì tình hình giá ớt thì nói chung là tùy nơi tùy khu vực, nên là em biết cái đâu thì em báo vậy chứ. Thì có gì thì mong mọi người cùng qua cho kênh các bạn. Thì ở cái video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.